theo chương trình sẽ là đơn vị tham gia thứ ba, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa với tiết mục Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua phần thể hiện của Bá Thành và Tốp Múa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam, người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam, người Việt Nam, dân Việt Nam.